Con em xin chào cả nhà. Còn thêm xi măng vô. Rồi. Đây sao làm cho rầu nha. Còn nhiều ít nữa rồi. Còn nhiêu đây nữa hả? Đây thì đóng rồi cả nhà. Ở đây phải đóng khít vậy cả nhà. Vì đây chuột rồi ấy rồi. Đóng khít vậy đừng cho nó bò lên được. Còn mấy ngoài đó chưa biết đóng kiểu sao. Đóng rồi hết hai bên rồi. Đây cũng đóng rồi, bốn bên, ba bên, còn sàn thì mình cũng lót rồi cả nhà, rồi hết đây, thêm lót không có dúng, chắc lắm. Còn cái nền này thì vô đá, xây dòng thành cũng rồi.
cá sồng. Này chiên cơm trưa. Còn chiên. Chiên cơm. Chiên cá. Chiên cá sồng cơm trưa. Sồng chiên cơm. Hết đồ ăn rồi còn cá sồng không à? Mời cả nhà ăn cơm. Rồi, nhà ăn cơm nha. Mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà. Cá sòng chiên với mớ thịt kho. Rau luộc. Rau muống luộc. Có khô khô là phải hả? Phải ăn cá khô khô. Cá sòng chiên đi. Sòng ngon béo. Sòng máy. Cá là tôi nhập thịt không hai. Ống sáng giờ cũng nhóc rồi nè. Buổi chiều nữa mình gọi không? Định gọi. Buổi chiều nữa. Nó đàng hoàng buổi chiều là nữa rồi. Rồi, còn nhiêu tre đây đóng rồi này rồi. Để làm gì làm hai mình cái nền hả? Hai mình làm cái nền rồi không? Anh chọn hai mình anh không có nổi đâu. Bốn người thì giao ra chứ một bên một hai hai người chứ. Bảy cái rồi hả? Hai nhóc quá. Hai nhóc rồi hả? Bảy cái hả? Rau ngon hơn cá. Ngon, con muốn luộc là ngon quá. Hải nó ăn đồ ăn ít không? Mắc cỡ nó. Ăn con da luôn á. Cái gì? Ăn con da luôn á. Xuống này thấy thấy cá rồi mà hả? Mắc thịt khó hả? Ừ. Không chịu không? Vì dưới này thấy cá nhiều không? Da nó cứng nha mày. Da nó sống cứng á. Da cái tổng cứng có cái xương đấy, cái lớp ngoài da nè. Ồ, cái tầm chiên ngon lắm vậy. Để nha. Nước cơm rồi. Ngon quá. Hết cơm mà hết cá luôn. Rồi, cơm nhóc mà nó quá cay. Cay mà không chấm không được. Không có chấm vô nước tương nó mới ngon. Cơm nhóc là Hải ăn cơm Hải. Hải ăn ít quá. Còn mới mốt. Đi. Thôi cá là ăn sắp đi vài lát. Hai ba lát ớt à. Giờ mình ăn cơm rồi cả nhà ơi. Giờ cũng có chút chuyện cũng nói với cả nhà vậy. Là cũng cảm ơn cái chú mà ở bên Mỹ, chú hai gì đó. Là cái vụ thùng đồ. Là cái bữa đó đó. Là thằng Mực nó chở thùng đồ ra, nó bỏ, nó không có giáp mặt với con nha chú ơi. Nó bỏ ở ngoài á. Con không biết thùng đồ gì. Nhưng mà hai ngày. Hai ngày á là thằng Mực á mới gặp nó. Thì con mới nói thùng đồ của ai
thì nó không nói của ai đâu, nó nói thùng đồ của anh á. Thì con nói thôi giờ không biết của ai thì mày trở về đi, chứ biết của ai đâu mà nhận, thì sao biết cảm ơn ai. Thì chị Hằng có đăng lên á, chị nói không lấy không nhận á thì trở về cho người khác. Thì chú Hai có gửi cho con rất cảm ơn, nhưng mà con cái là con không có ngỏ nguồn gốc thì con không nhận được. Như chú hai cũng không nhận, nó bị đâu biết cái gì trong đó đâu mà nhận, không biết của ai nên sao nhận đó. Bỏ ngoài nhà xe, bỏ ngoài nhà xe 2 ngày luôn. Rồi con mới nói giờ gặp nó thì thôi kêu nó trở về đi, chứ biết gì đâu của ai đâu mà nhận đó. Rồi chú Hai cũng thông cảm cho con, thì con cũng không biết của ai đâu, con nhận không biết đồ gì hết trơn á. Nếu mà gặp mà như phải biết đó, là từ bển mà chú Hai có lòng mà gửi về tới đây cho con mà con không nhận đó, thì cái đó là con trật. Còn này con không biết đồ của ai hết trơn á, thì con không có nhận thôi. Chứ đồ thì ai cho mấy tụi con cũng nhận hết á, chứ không phải không nhận. Cho cái gì, bất cứ cái gì của mấy tụi con cũng nhận á, nhưng mà không biết nguồn gốc rồi mấy tụi con không có nhận được. Giả tỷ giờ trong thùng đồ đó, giả tỷ giờ ghét con hay gì đi, rồi như con nhận thùng đồ đó đi, giả tỷ ép thiện hay gì trọng không thì con nhận, thì giả tỷ giờ lại xét con, con đi buôn lậu rồi này kia thì sao con đâu có nhận được. Thì hai người đó thì không có qua lại, sẵn đây con cũng nói luôn là hai người là làm riêng rồi, không có qua lại được. Bởi vì nó trở về rồi nó liện đó thôi, nó không có cái giáp mặt con, rồi nó nói cái thùng đồ của chú Hai gửi gì con cũng nhận được. Còn này không có biết của ai đâu sao con nhận. Còn cái chuyện thứ hai nữa cả nhà, cũng mấy thông cảm rồi cả nhà. Hai anh em rồi nói chung rồi đi với anh Tâm là cũng năm mấy rồi. Rồi hai anh em không có lương thì hai anh em mới ra làm riêng, không có tiền xài rồi kia ra làm riêng, hai anh em làm riêng cả nhà. Nói chung là ai cũng có gia đình riêng hết á, không có thu nhập sao sống nổi. Thì bây giờ hai anh em làm riêng, ảnh cũng làm riêng rồi, cả nhà có ủng hộ kênh của Toàn Duyên Hải thì rất cảm ơn. Cả nhà có tôi ủng hộ thì rất chân thành cảm ơn cả nhà ủng hộ. Bây giờ hai anh em ra làm riêng rồi đó, thì mạnh ai nấy làm rồi cả nhà ơi. Cả nhà có vô giờ bình luận rồi này kia thì mình cũng không biết trả lời bình luận gì mấy, cũng thông cảm cái chuyện đó cả nhà. Thì cả nhà vô bình luận có hỏi sao mà không rủ anh Tâm anh đầu nhậu chưa qua chơi, không thấy anh Tâm rồi này kia. Thì nói chung hai anh em làm riêng, còn ảnh làm riêng, có rủ cũng có rủ mấy lần rồi nhưng mà ảnh không có qua, rồi nên em với anh Toàn rồi cũng không có ngủ. Rồi thôi để mạnh anh em của anh làm, có hai anh em thì hai anh em làm. Thì nói chung là mạnh ai nấy làm, chứ bây giờ làm chung thì cũng khó khăn quá. Thì cái câu chuyện thì nó có bao nhiêu đó cả nhà ơi. Làm thì làm riêng anh em, mỗi ai mạnh ai để làm vậy đó. Thì cả nhà có tôi thì tôi, chứ bên nào thì tôi, chứ mình cũng cố gắng mình làm cái chuyện hay chuyện này kia rồi cho cả nhà coi. Bây giờ cũng không biết nấu gì hơn thì thôi giờ cũng trưa rồi. Xin chào cả nhà, hẹn cả nhà vào clip sau. Em xin chào cả nhà.